Tiểu sử diễn viên Nhan Phúc Vinh. Nhan Phúc Vinh là nam diễn viên người mẫu, quen thuộc với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Anh được biết đến là một trong những nam thần màn ảnh Việt, sở hữu ngoại hình điển trai, cao ráo, phong cách nam tính, cùng với có sự nghiệp diễn xuất vô cùng thành công và ấn tượng, gắn liền tên tuổi với những bộ phim đình đám, Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và Tham vọng, Anh có phải đàn ông không? Nhan Phúc Vinh sinh ngày 27 tháng 6 năm 1986, tại Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi tuyển vào đại học và tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất tại trường Đại học Cần Thơ. Với tình yêu dành cho nghệ thuật diễn xuất, nên anh quyết tâm từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tại đây, anh theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Với ngoại hình sáng giá, Nhan Phúc Vinh đã theo đuổi nghề người mẫu trước khi bén duyên với mảng điện ảnh. Năm 2008, Nhan Phúc Vinh tham gia chương trình Siêu mẫu Việt Nam, nhưng đã dừng chân ở top chung cuộc. Một năm sau đó, anh tiếp tục tham gia cuộc thi Ngôi sao người mẫu thế hệ mới và giành giải bạc. Chàng trai miền Tây trở thành gương mặt hot của làng thời trang, nhờ đó tên tuổi và hình ảnh Nhan Phúc Vinh được công chúng biết đến. Với Nhan Phúc Vinh, anh chưa bao giờ có ý định dấn thân vào nghề này, mà chính là diễn xuất trên phim trường. Lần đầu chạm ngõ với diễn xuất, anh tham gia vào một số phim đầu tay như Chạm vào quá khứ, Giải cứu thần chết, Áo cưới thiên đường, Truy tìm kho báu. Đến năm 2011, anh gây ấn tượng với khán giả qua phim truyền hình Sao đổi ngôi, do Lê Lộc làm đạo diễn. Trong phim Nhan Phúc Vinh đóng hai vai Quốc Hưng và 13. Sao đổi ngôi mang đến câu chuyện cảm động về số phận của hai anh em song sinh, nhưng có số phận hoàn toàn trái ngược nhau. Quốc Hưng được sống trong nhung lụa, còn 13 một người phải bôn ba vất vả từ khi còn nhỏ. 13 là chàng trai khỏe mạnh và tốt bụng. Và cuộc gặp nhau tình cờ đầy thú vị giữa hai anh em diễn ra trong một lần 13 bị đuổi bắt ở quán bar, trong lúc Quốc Hưng cũng đi vào đó. Bọn du côn tưởng nhầm Quốc Hưng là 13, nên chúng đuổi theo đánh anh túi bụi. Khi cả Quốc Hưng và 13 bị dồn vào một góc của sân khấu, thì hai người bất ngờ nhìn thấy người kia giống mình như đúc, ngỡ như đang soi gương. Sau lần chạm trán và tẩu thoát thành công ấy, cả Quốc Hưng và 13 đều nghi ngờ về số phận của mình. Nhất là Quốc Hưng, trước giờ vẫn luôn thắc mắc về số phận của mẹ mình, giờ lại gặp một người giống như đúc với mình, nên Quốc Hưng quyết tìm ra sự thật. Quốc Hưng bị bệnh tim bẩm sinh, khi biết mình sống không được bao lâu, anh đã tìm đến 13 và nhờ anh giả dạng mình. Vì muốn giúp Quốc Hưng cứu tập đoàn Ngôi sao, 13 đồng ý trở thành Quốc Hưng bất đắc dĩ. Nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra sau đó, khi Lọ Lem bỗng chốc trở thành hoàng tử. Và cuối cùng họ cũng nhận ra nhau là anh em ruột song sinh. Qua phim này, Nhan Phúc Vinh đoạt giải Mai Vàng năm 2012 và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2013. Năm 2013, anh được mời vào một vai phản diện khá ấn tượng trong bộ phim điện ảnh mang tên Đường đua của đạo diễn Nguyễn Khắc Huy. Trong phim anh vào vai Hải, một nhân vật giang hồ cộm cán, chuyên quản lý sòng bạc và buôn bán nội tạng người. Phim nói về đường đua của Lộc là một hành trình nghẹt thở do Phạm Anh Khoa đóng, một mặt là nỗ lực cứu lấy sinh mạng của người cha và em gái, mặt khác là tự cứu mình thoát khỏi vòng vây của các băng nhóm tội phạm, đứng đầu là Hải, do Nhan Phúc Vinh thủ vai. Cảm xúc của phim tương đối tốt, truyền tải cho người xem những rung động thật sự. Như đoạn đối thoại giữa Nhan Phúc Vinh và Trung Dân, đây có thể coi là phân đoạn đỉnh cao của phim, đem đến cho khán giả nhiều sự xúc động nhất. Nhan Phúc Vinh diễn tốt, ra được màu của một kẻ bệnh hoạn bóng bẩy, cách nhíu mày, nhếch môi cùng với điệu cười bất chợt và ngưng cười bất chợt, làm khán giả tò mò xem nhân vật sẽ làm gì sau đó. Có thể khán giả sẽ thích Hải của Nhan Phúc Vinh hơn, bởi anh diễn khá tròn vai, nhưng hình như vai phản diện bao giờ cũng dễ gây chú ý hơn vai chính diện. Vì thế qua phim này Nhan Phúc Vinh cũng nhận về cho mình giải Mai Vàng ở hạng mục nam diễn viên truyền hình năm 2013. Năm 2014, anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai Phi Du trong phim Hương Bưởi. Năm 2015, anh tham gia liên tiếp 3 phim truyền hình Thám tử Miệt Vườn, Bản năng thép và Tình như vô hình.
năm 2016, anh tham gia phim truyền hình nhiều phần Cô Thắm Về Làng với vai Cần và phim Đặc Vụ Ở Macau với vai Trọng Dũng. Đến năm 2018, anh vào vai Tùng trong phim truyền hình Ngày Ấy Mình Đã Yêu của đạo diễn Nguyễn Khải Anh. Bộ phim nói về hai cô gái đang tuổi U30. 1. Sắp bước vào cuộc hôn nhân đẹp như mơ, nhưng chưa dứt khỏi mối tình trong quá khứ. 1. Mãi miết theo đuổi mẫu đàn ông lý tưởng ở đâu đâu mà bỏ qua người phù hợp nhất, ngay bên cạnh mình. Ngày Ấy Mình Đã Yêu, bộ phim như một cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các cô gái, đặc biệt là những người đang đứng trước tình yêu hôn nhân và những bí mật trong quá khứ. Năm 2020, nam diễn viên gốc Cần Thơ góp mặt trong bộ phim truyền hình Tình Yêu Và Tham Vọng. Ngay khi tập 1 lên sóng, Nhan Phúc Vinh đã khiến dân tình đứng ngồi không yên với tạo hình chuẩn soái ca ngôn tình lịch lãm. Cộng với diễn xuất tài tình của các diễn viên, bộ phim Tình Yêu Và Tham Vọng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả, mang về cho anh giải nam diễn viên được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng. Những năm tiếp theo, Nhan Phúc Vinh tiếp tục tham gia một số phim truyền hình như Anh Có Phải Là Đàn Ông Không, Đừng Để Mẹ Cấu năm 2022, Nhà Mình Lạ Lắm, Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do vào năm 2023. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh có những vai diễn vô cùng ấn tượng và được nhiều khán giả yêu mến. Bên cạnh đó, anh cũng giành giải danh giá với nghề. Năm 2020, anh tham gia bộ phim Tình Yêu Và Tham Vọng và giành được giải Mai Vàng ở hạng mục nam diễn viên điện ảnh truyền hình. Đây là lần thứ 3 anh giành được giải thưởng này. Năm 2022, anh tiếp tục đoạt giải Mai Vàng cho phim Giấc Mơ Của Mẹ ở hạng mục nam diễn viên điện ảnh truyền hình. Về đời tư của nam diễn viên, có sự nghiệp nổi bật, nhưng Nhan Phúc Vinh luôn giữ kín cuộc sống riêng tư. Ở tuổi 38, sở hữu vẻ ngoài điển trai, ga lăng, thế nhưng đến nay Nhan Phúc Vinh vẫn đang cô đơn lẻ bóng. Trong tập 15 của show Cuộc Hẹn Cuối Tuần, Nhan Phúc Vinh đã thừa nhận rằng anh hiện chưa có người yêu và vẫn ở tình trạng độc thân. Nam diễn viên chưa từng chính thức công khai bất cứ mối tình nào trước truyền thông. Theo anh chia sẻ, cũng có nhiều người chủ động nhắn tin cho tôi trên mạng xã hội. Trong số đó cũng có những cô gái mạnh dạn làm quen, thế nhưng tính tôi bị nhát gái, bởi vậy mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả. Tôi từng có 2 mối tình vào thời gian đại học. Trong đó, có một người tôi rung động, ngày nào cũng nhắn tin, tới gần ngày 14 tháng 2 thì bỗng nhiên cô ấy biến mất. Tôi đã chuẩn bị quà, đứng trước nhà nhưng cô ấy không ra. Tôi đã đứng tới sáng, đưa cô ấy món quà và từ đó hai đứa chia tay. Anh cho biết thêm, trước giờ người anh thích thường không thích anh. Tôi yêu lần nào cũng đều bị người ta chủ động rời đi. Nhan Phúc Vinh cũng tự nhận xét mình là người lụy tình, thích những câu chuyện tình lãng mạn, thế nhưng yêu ai anh cũng toàn bị chia tay trước. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!